Lớp xin chào các bạn đến với channel của mình. Mình là đăng ký anh đây. Giờ hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn đó cho từ học sin graph bài 6 nha. Nếu các bạn thích thích video này, các bạn nhớ nhấn một share, một like, một subscribe và một nhà share ở dưới phần mô tả nha. Giờ chủ đề hôm nay bài chủ đề của bài học hôm nay chúng ta học đó chỉ là đối tượng học đối hợp với đối tượng trong sin graph nha. Thì trong màn hình mình thì nó chỉ có một đối tượng duy nhất, đó chính là con mèo, biểu tượng trong sin graph. Thì con này thì nó có phần chỉnh sửa cái hình đối tượng. Đối tượng thì nó chỉ là một cái người giống như làm kịch bản của mình, là mình viết lệnh vào cái đối tượng đó rồi nó làm theo kịch bản của mình. Đấy, giống như diễn viên, đây diễn viên phim hành động đi, Vầm Trắng. Ok, thì còn dưới này thì ví dụ như nó là cái chỉnh chỉnh ảnh đi, hệ lập trình to luôn này. Bây giờ mình ra chỉnh phim đi, ví dụ như vậy. Cái đối tượng này nó chỉ có cái chữ, mình thay đổi tên nó thành là tên nào cũng được, vậy mèo ấy, mèo ấy, mèo ghi lộn mèo đây. Thì có hai công cụ đây, ở chỗ đây đó chính là hình x và tọa độ x và tọa độ y. Giờ các bạn có thấy cái con chuột của mình không? Thì tọa độ x thì nó chỉ là tọa độ ngang trái phải trong màn hình này, thì nó đang ở tọa độ x số 3, tọa độ số 3 cho mình chỉnh lại số 100 thì nó chỉ ở bên phải đấy, hoặc là âm 200 thì nó chỉ ở bên trái đấy. Đó là tọa độ, đó được gọi là tọa độ đấy. Ok, còn cái tọa độ tiếp theo đó chính là tọa độ y. Tọa độ này thì nó sẽ ở dưới cao, thẻ thấp thì số âm thì nó sẽ thấp dưới, ở dưới màn hình, và số cao thì nó ở trên màn hình. Ok nha, 100 mà đấy, nó lên là 150, âm 130 thì nó xuống đấy. Đó là tọa độ y. Còn cái công cụ thứ tư thì cái công đó chính là công cụ xuất hiện. Thì công cụ xuất hiện thì nó chỉ có hai cái biểu tượng, hình ai đầu tiên là hình icon cái mắt nó mở, thứ hai là hình icon chỉ hình cái mắt đó nhưng nó bị xẹt một cái đoạn đường thẳng. Thì nếu các bạn nhấn vào cái icon đầu tiên hình cái mắt này thì nó sẽ xuất hiện, còn nếu các bạn nhấn vào cái icon số 2 hình mắt mà bị xẹt bởi một cái đường dài thì nó sẽ biến mất. Như vậy đấy, mình sẽ chỉnh nó, nhấn vào nút xuất hiện đấy, nó có lại. Bây giờ có cái công cụ thứ năm thì nó chính là công cụ kích thước. Đây thì tăng kích thước của mình lên nhỏ lại, giống như người khổng lồ đây chuyển thành khổng lồ hạt nhỏ. Đây mình chỉnh kích thước anh bé dòng thì nó sẽ to luôn. Còn muốn anh mini như Ant-Man, người kiến thì nhận kích thước 10. Đồ mình phóng to luôn nha. Ồ, trong đó thật là nhớ, không có nhìn thấy hơn được. Okay, 100 là như cũ nha. Rồi, còn cái công cụ cuối cùng thì nó sẽ là công cụ di chuyển, hướng di chuyển. Thì nó sẽ xoay hướng này mình muốn. Giờ là nó đang nhìn hướng 90. Đấy, nó nhìn đây nhớ. Giờ mình chỉnh nó xuống dưới. Đấy, nó ở dưới, nhìn xuống dưới rồi. Giờ lên. Ô, nó lùng ngược quá. À, quay lại. Rồi chụp nha. Đấy. Ok, đây là cái hướng di chuyển. Rồi nó sẽ có cái bảng số lượng, xem số bảng xem số lượng của đối tượng. Đây đây là hai đối tượng nha.
đấy, có hai đối tượng, con mèo và spy. Mình sẽ viết cái gì đây? Giờ mình sẽ viết cái gì vô đây cho đối tượng này. Đợi mình nha, đấy. Mình sẽ viết như vậy. Rồi đấy, nó sẽ có hai đối tượng. Nó sẽ ở dưới cái bảng xem này. Trời. Trong này đâu mình cho nhiều đối tượng cũng được đấy. Cọc cái cọc cái tượng thần, ông thần thì sao? Ok, chỉnh lại. Giờ giống như hình cùng mèo đang cầm cái kiếm đấy. Ok, thì nếu các bạn không muốn nói, các bạn đợi với anh trong lúc vĩ thì mình đã vĩ ra cái một cái đối tượng khác. Còn nếu mà các bạn muốn chọn một đối tượng trong thư viện thì các bạn nhắn qua thì nó sẽ đây nó sẽ chọn lên một đối một có thư viện đối tượng thì nó sẽ có nhiều đối tượng trong này. Còn có hai hình ảnh trong này đấy, có rất là nhiều đối tượng trong này. Đây là Bill Walken. Thì đây là hình nó sẽ đi. Đấy. Mình thêm con. Mình thêm Apple. Mình sẽ thêm Apple vào. Rồi mình chụp nha. Nó chỉ thêm cái Apple này nha. Đấy. Đây là Apple. Ok. Nói xin chào à. Xin chào. Ok. Thì còn nếu các bạn muốn tải cái hình ảnh lại đối tượng là bên như này trên trên mạng hay cái gì đó thì các bạn nhấn này. Còn nếu các bạn muốn bất ngờ thì nhấn vào. Nó cho lên một đối tượng, một số đối tượng ngẫu nhiên trong thư viện nha. Ok, giờ video đến đây cũng kết thúc rồi. Giờ xin chào các bạn và bye bye. Bye. Bye.